những cành lá này đưa lên tường cao, để chúng con cần và hoan nghênh Đức Giêsu là vua chúng con. Xin ban cho mọi người chúng con đây là tín hữu Chúa được theo người vào thành thánh Jerusalem vĩnh cửu, người hằng sống và hiển trị muôn đời.